Anh em nha, chào mừng em trở lại kênh của Thiện Harley. Thiện đang có mặt tại sự kiện Moto Show ở 2024 tại trung tâm triển hội chợ và triển lãm SECC 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, quận 7 nha anh em. Rồi đây, hiện giờ thì Thiện đang còn thiếu cái thẻ cho nên chưa có vào trong sự kiện để quay cho anh em được. Vẫn còn đang chỉ có cái vòng thôi. Thì yêu cầu vô là phải có thẻ với lại cái bản tên đó, thẻ với cái vòng để vào. Thì đây là cái cổng vào nè. Đó. Bên công ty Thiện thì sẽ location tại B1, cổng B1 nha anh em. Đó, anh em vào thì B1 sẽ có Harley Davidson, Triumph, KTM với lại Husqvarna. Ok, thì sẽ quay cái quá trình làm việc và triển lãm ở đây cho anh em coi nha. Ok, cuối cùng cũng có thẻ để vào anh em ha. Đây. Đó. Giờ là bên đây là sẽ có mấy hãng xe cũng lạ lắm, dễ thương nè anh em. Đây là đầu tiên vô là sẽ gặp Triumph, còn Harley sẽ location đây là anh Nam nha. Anh Nam bên Triumph, đó, dễ thương lắm anh em. Nếu mà mua Triumph nhớ liên hệ ảnh nha. Rồi. Khuôn hàng của Harley Davidson nè anh em. Ok ha, Thiện vô Thiện setup phụ mấy anh em mà có gì Thiện quay sau cho anh em coi nha. Gian hàng của Harley Davidson nha anh em. Một cái vị trí rất là đẹp luôn, ở ngay giữa luôn cái trung tâm triển lãm luôn anh em. Đó, tất cả những cái dòng xe mới nhất hiện giờ của Harley, mới và hot, tất cả những xe có deal tốt. Đó. Còn cái bên đây hàng xóm sẽ là BYD ha, rồi Apex, những cái Vietmap. Bên đây thì là của MG. Còn kế bên đây thì là cái hãng này là hãng đằng kia là UM, một cái hãng mô tô mới. Còn đây, đây là hãng xe gì lạ quá thì cũng chưa có hình dung được ha. Nhờ hình chú Hu rất là lạ luôn á. Cái này chắc là làm về xe du lịch anh em ha. Rồi, còn kế bên đây là mấy anh em Triumph ha. Triumph đó, Triumph cũng rất là nhiều mẫu xe đẹp, đang có chương trình khuyến mãi tốt ha anh em ha. Còn bên đây thì có hãng Cleveland. Hãng này nhìn cũng rất là ngộ nè. Đó, cũng đáng để tham khảo ha. Rồi, Triumph. Hiện giờ đây, bên đây là Triumph. Và kế bên đây là KTM với lại Husqvarna. Đây, KTM với Husqvarna nha. Coi như là công ty Thiện là sẽ gom vô ngay giữa. Còn có Harley Davidson, Triumph, KTM và Husqvarna. Tất cả các xe đang có những cái giá, anh em thấy không? Nè, ưu đãi tốt. Đó, anh em đây rất là nhiệt tình, năng lượng, thích cái xe nào qua chốt nhanh nè. Đó, sự kiện sẽ diễn ra ngày hôm nay là ngày 23 cho tới 27, nghĩa là hôm nay là thứ tư đúng không anh em, thứ tư tới chủ nhật á anh em. Đó, nói chung á, lúc nào ở Moto Show cũng có những cái deal rất là hot. Anh em mà đã nhắm sẵn được chiếc xe nào rồi thì ghé qua xem, chốt trực tiếp luôn hoặc alo Thiện để được cái giá hot nhất nha. Hôm nay thì chia sẻ thật với anh em là các sếp rất là mong muốn có đầu ra, nghĩa là chạy doanh số cho tháng này. Cho nên là nếu như anh em mà thích xe nào thì chắc chắn là sẽ luôn có được cái giá ưu đãi hơn những ngày bình thường rất rất là nhiều luôn. Thiện cam đoan với anh em như vậy nha. Cho nên là đừng ngại ngùng, cầm máy lên gọi điện cho Thiện nha. 0902 47 4677. Cảm ơn em. Đó, bây giờ hội chợ triển lãm đã lên đèn, nhìn sáng sủa anh em ha. Mà đã Thiện quay hơi sớm. Đó, gian hàng của Harley nè anh em, sáng lung linh luôn. Kế bên là Triumph, đằng kia là KTM Husqvarna luôn. Một khối nhỏ này đây luôn. Anh em đi vào cổng B1 nha. B1 đi vô là thấy luôn. Ok anh em ha, hiện giờ Thiện đang có mặt ở gian hàng của Harley Davidson anh em ha. Hôm nay Thiện ngày đầu tiên trực thì có Thiện, Khoa, Tính anh em ha. Thì mấy anh em tới từ rất là sớm để sẽ gọi là chuẩn bị. Đó, bây giờ thì sẽ quay một vòng cái gian hàng. Ai Tính nè. Hello mọi người. Đó. Nay sẽ trưng bày chiếc Ultra Limited Tobacco Face. Thì chiếc này quá đẹp anh em ha. Chiếc này là độc nhất rồi tại Việt Nam hiện giờ. Đó. Tổng thể rất đẹp ha. Nói chung là những cái xe Harley á, khi mà được ra những cái sự kiện như thế này nè, đầy đủ ánh sáng đèn, nó luôn là một cái gọi là thu hút mọi người ha. Không chỉ về cái dáng xe, phong xe, đẳng cấp và về giá tiền xe nữa, mọi người cũng rất là tò mò ha. Đây là Sportline anh em ha, mẫu xe Mini Touring.
Đằng trên kia sẽ có hai anh đại, đó chính là CVO ha, CVO Streetlight 2022-23 và CVO ST. Đó, CVO Roadlight ST anh em ha, 2024. Ở đây thì có một em shoptail bán cực kỳ chạy, đó chính là Breakout. Đó. Thật sự ra là quay phim ở Motor Show á, lên hình á mấy chiếc xe này quá đẹp anh em. Ánh sáng dọi vô rất là đẹp. Breakout đó, 2024 màu Bluebird nha. Tuyệt vời. Bên đây thì là Fatboy. Fatboy thì là mẫu xe huyền thoại của Harley Davidson rồi anh em ha. Bánh to. Bên đây thì có màu đặc biệt màu Sharky Blue. Dòng Streetlight 2024 anh em ha. Thay đổi hoàn toàn thiết kế, rất đẹp. Rồi còn đây là Roadlight máy chrome nha anh em, 2024 màu đen. Còn bên đây á là Nightster dòng này là 2023 màu đỏ anh em ha. Mẫu xe entry level dành cho những anh em mà đam mê Harley Davidson. Và đây là Sportage, mẫu xe bán rất là chạy ha, màu Sharky Blue. Rồi đây là bên phía gian hàng của Harley. Còn bên đây thì là bên gian hàng của Triumph nha anh em. Hello, chào Thiện ha. Dạ, là chào. Nam bên Triumph nha. Dạ, ok anh nha. Rồi, anh em thấy không, Triumph á, mấy anh em đang rất là sôi nổi. Vì sao? Giá xe ở bên đây hiện giờ cũng rất là tốt. Thì có những cái mẫu tham khảo cho anh em như là mẫu này. Đây là những cái mẫu như là Speed 400 nè, Rambler 400 nè, giá rất là rẻ anh em chị. Lăn bánh hình như ra giấy khoảng 200 thôi, hơn khoảng đó. Đây là mẫu Speed Triple RR nè. Đây thì đây là Daytona 660 Trident. Trên kia sẽ có dàn dòng T anh em ha. Gồm có T100, T102 và một chiếc anh em rất là thích, đây là Bobber ha. Form Bobber này nhiều anh em thích. Qua bên Triumph thì anh em sẽ có rất là nhiều option lựa chọn, ví dụ như Classic, anh em không thích chơi Classic đúng không? Chơi hiệu suất cao có luôn, và Sport có luôn, và thậm chí là ADV. Đây, di chuyển hình chiếc này là chiếc Tiger 900. Tiger 900 nè anh em. Đó, còn bên đây nếu anh em thích một chiếc Cruise hạng nặng 2500cc, cực kỳ gọi là khủng khiếp luôn, gọi là máy mạnh nhất ở trong thị trường thương mại hiện giờ mô tô đó, chiếc Rocket. Đó, Rocket 3R anh em ha. Rồi, còn giá mà mềm dễ chơi xe cá tính KTM và Husqvarna. Những cái dòng xe như là chiếc này đây, 401 là Vitpilen. Vitpilen 401. Giá rất là hạt rẻ anh em, ưu đãi lên 67 triệu. Ưu đãi 61 triệu. Bên đây 401 nè. Đó, cái này là Starpilen ha. Thụy Điển cho nên cái tên cũng ngộ. Còn đây là chiếc Norden 901. Ưu đãi gì tới 100 triệu vậy? Ồ. Còn bên đây thì là những cái dòng KTM ha. Đúc nè anh em. Dòng này nhẹ nhàng, giá sinh viên, dễ tiếp cận. Và đằng kia sẽ có những chiếc như là, hình như chiếc này là mới nè. Chiếc này là 890 ADV, rất là đỉnh luôn anh em ha, 70 triệu ưu đãi. Bên đây là 790 ADV anh em ha. Đó. Gian hàng thì là xung quanh là bao bọc là Harley, Triumph, KTM, Husqvarna. Và ở đây cũng có cà phê 1903 của Harley để phục vụ anh em tới đây để uống cà phê ha. Đó, mấy anh em sẵn sàng phục vụ. Và ở đây có gian hàng quần áo nữa, trưng bày hàng thời trang của Harley Davidson rất là đẹp anh em. Hôm nay nói chung á, anh em yên tâm, xe hay là quần áo thời trang, tất cả các hãng của công ty Thiện đều có những cái deal khủng, cái gọi là giá cực kỳ tốt. Và anh em cứ thích xe nào, thích mẫu nào, ví dụ như thích Nighter, ok, alo cho em Thiện, xe Nighter bao nhiêu tiền, giá như thế nào để chốt nha, ok anh em. Đam mê, đầy phong độ và đẳng cấp. Ngày hôm nay sẽ có những mẫu xe nào được trưng bày, xin được trân trọng kính mời anh Lê Nguyễn Quang Thịnh, giám đốc kinh doanh Harley Davidson Việt Nam. Ok anh em á, thì hiện giờ là những hãng xe ô tô họ đang gọi là có một cái màn trình diễn khai mạc ở Motor Show. Thì xong MC tới BYD là sẽ tới bên Harley. Anh em theo dõi nha, có gì thì sẽ quay cho em coi. Đây thì em bạn Husqvarna Motorcycle sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa. Xin kính mời tất cả mọi người hãy di chuyển về phía khu vực trung tâm sân khấu để sẵn sàng đồng hành cùng với chúng tôi. Xin trân trọng kính mời.
Nam đại diện cho khách hàng xe Harley Davidson, Triumph Motorcycle, KTM and Husqvarna Motorcycle. Xin được gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Chúc sự kiện của chúng ta sẽ thành công rực rỡ. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông David Archibo, Tổng Giám đốc Công ty Anabuddha Quốc tế Việt Nam sẽ lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Please welcome Mr. David John Archibo, General Director of Anabuddha International Vietnam. Good afternoon. Good afternoon, distinguished guests, industry leaders, and media representatives. It is an honor to stand before you here today at the Boy Harley Davidson, Triumph, KTM và Husqvarna tại Việt Nam. Xin được chào đón quý vị đến với sự kiện lần này. Đây là một dịp để chúng ta cùng chào đón những đổi mới và thắp lửa đam mê cho những hành trình rộng mở. Vietnam with its vibrant culture, stunning landscapes, and growing economy has become a dynamic market for the motorcycle industry. The enthusiasm and love that I have witnessed myself for the love of motorcycling is truly inspiring. Việt Nam với nền văn hóa phong phú, cảnh sắc tuyệt đẹp và nền kinh tế phát triển trở thành thị trường đầy tiềm năng cho ngành xe mô tô và sự nhiệt huyết đam mê của các biker đã truyền cho tôi cảm hứng rất nhiều. At Anabuddha, we are committed to providing riders with exceptional experiences.